Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại máy làm sữa hạt khác nhau đến từ những thương hiệu khác nhau, điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại máy làm sữa hạt nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng máy làm sữa hạt cho các bạn tham khảo để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy làm sữa hạt phù hợp nhất nhé. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là máy làm sữa hạt Uquell, một thương hiệu máy nấu sữa hạt đang được quan tâm hiện nay đến từ Trung Quốc, đó là Uquell. Từ lâu Uquell đã nổi tiếng với các sản phẩm đồ gia dụng như lò nước, máy nhồi bột hay máy xay sinh tố, cho đến nay là máy làm sữa hạt Uquell. Với mức giá trên dưới 2 triệu đồng, người tiêu dùng có thể dễ dàng sở hữu một sản phẩm máy làm sữa hạt cao cấp Uquell. Với nhiều chức năng tích hợp trong cùng một sản phẩm, Uquell cho phép bạn có thể làm nhiều công việc trong một lúc, tiết kiệm tối đa thời gian nấu ăn. Đứng ở vị trí thứ hai, đó chính là máy làm sữa hạt Runbam. Đây là thương hiệu thiết bị điện tử đến từ Trung Quốc, chất lượng của sản phẩm cao với những tiêu chuẩn an toàn đã được kiểm định. Sản phẩm của thương hiệu này với chế độ xay đa dạng, lưỡi dao sắc bén, công suất lớn. Ngoài ra, chất liệu của sản phẩm cao cấp, bền bỉ và an toàn cho sức khỏe. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là máy làm sữa hạt Bluestone. Máy làm sữa hạt Bluestone là thương hiệu nổi tiếng không chỉ tại Mỹ mà còn trên thế giới nhờ có độ bền tốt, ít xảy ra hư hỏng trong quá trình sử dụng. Không những vậy, dòng sản phẩm này của Bluestone còn chiếm được lòng tin của người sử dụng nhờ việc có thể tạo ra những ly sữa hạt thơm ngon, sánh mịn, giữ lại được nhiều thành phần dinh dưỡng có trong hạt. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là máy làm sữa hạt Wenier. Đến từ một thương hiệu thuần Việt mới gia nhập thị trường nhưng đã nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng, máy làm sữa hạt Wenier chắc chắn sản phẩm bạn không nên bỏ qua. Máy làm sữa hạt Wenier được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phải trải qua quá trình kiểm nghiệm chất lượng khắt khe đạt chuẩn Đức trước khi đưa ra thị trường. Máy đã được chứng nhận không có các yếu tố như kim loại nặng, chì, cadmi, cam no 4 trong vật liệu nhựa sản xuất thân máy, cối xoay thủy tinh và lưỡi xoay inox 304. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là máy làm sữa hạt Misio. Misio là thương hiệu của Việt Nam, nổi tiếng với việc sản xuất và phân phối đồ gia dụng giá rẻ, chất lượng tốt. Máy làm sữa hạt Misio là thiết bị đa năng nên có trong căn bếp mỗi gia đình. Chỉ với một chiếc máy này, bạn có thể nấu sữa hạt, xay ngũ cốc, xay sinh tố, nấu cháo, hâm nóng thức ăn. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết này bạn đã biết cách lựa chọn máy làm sữa hạt loại nào tốt nhất và phù hợp với nhu cầu sử dụng. Và vừa rồi là top 5 máy làm sữa hạt hãng nào tốt, chất lượng nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho mình và gia đình một chiếc máy làm sữa hạt phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.